Xin chào mọi người. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng sử dụng Google Meet trên máy tính bàn. Thì đối với máy tính bàn á, thì không có cái webcam á, với lại không có loa. Do đó trong cái việc sử dụng Google Meet giảng dạy á, thì chúng ta cần phải kết hợp chung với điện thoại. Thì đã biết cách thực hiện như thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hiện nha. Thì trước khi mà tổ chức cuộc họp á, mọi người sẽ mở những cái trang PowerPoint lên trước, hoặc là những cái trang mà file nào mà chúng ta cần hướng dẫn hoặc là trình chiếu lên á. Và riêng với đối với cái file mà PowerPoint á, thì mọi người sẽ vô từng bước, thêm một bước này nữa nha. Đó là chúng ta sẽ vô trong chỗ slideshow. Mọi người chọn set up slideshow nha. Chọn cái ô thứ hai này. Cái này cửa sổ Windows á, chứ chúng ta không có sử dụng full screen ở trên. Rồi chọn OK. Và khi chúng ta trình chiếu á, thì nó sẽ xuất hiện cái công cụ để chúng ta chọn phóng to, thu nhỏ hoặc là nút tắt ở trên đây nha. Thì ở đây chúng ta sẽ vô trình duyệt. Mọi người có thể vô trình duyệt cốc và Google Chrome hoặc là Firefox gì đó. Đây cốc. Trên đây mọi người sẽ gõ Google Meet nha. Rồi chúng ta sẽ chọn Meet, hoặc trong giao diện Google này nè, mọi người thấy cái dấu chấm, chúng ta chọn vô, rồi chúng ta chọn Meet cũng được ha. Như vậy là chúng ta đã vào được trong giao diện này rồi nè. Thì bây giờ chúng ta sẽ tạo một cái cuộc họp mới. Thì trước khi mà tạo cái cuộc họp mới này á, thì chúng ta cũng đã báo trước cho những người cần tham dự cái cuộc họp đó. Hoặc là khi mà học sinh vào học á, thì chúng ta cần phải báo trước cái thời gian á, để cho học sinh nắm. Và chúng ta tạo cái cuộc họp này và đưa link gửi qua để cho học sinh vào ha. Thì ở đây trước khi tạo cuộc họp là mọi người để ý, đây là một cái tài khoản Gmail đó, cùng một cái tài khoản Gmail nè. Nếu mà mình không có nhiều tài khoản Gmail á, thì mình sử dụng một tài khoản Gmail cũng được. Khi vô đây thì chúng ta sẽ vô sao bắt chép đầu link cuộc để họp, chúng ta gửi thích thì cho những ai cần tham gia cuộc họp. Sau khi gửi xong thì người được nhận người ta sẽ yêu cầu cuộc họp. Nếu như cuộc họp thì mình sẽ chấp nhận nha, thì người đó sẽ vào họp được nè. Vì trên sử dụng máy bàn á, nên trên cái màn hình của mình nó chỉ hiển thị cái hình đại diện thôi, chứ không có hình chiếu trực tiếp nha. Đó. Có thể sử dụng một tài khoản vô được nhiều lượt nè. Thì cái này chúng ta sẽ vô một cái tài khoản trên máy tính, còn một cái trên điện thoại. Trên máy tính thì chúng ta dùng để chúng ta hướng dẫn bài cho học sinh. Còn trên điện thoại là có hình để chúng ta quan sát, tức là để cho học sinh quan sát được hình của mình á. Còn trường hợp nếu mà học sinh không có nhìn hình của mình á, thì không cần điện thoại cũng được, chúng ta sẽ giảng trực tiếp trên đó. Nhưng mà có điện thoại thì chúng ta sẽ quan sát được lúc mà sử dụng full màn hình. Rồi, để thêm một cái tài khoản khác vô nè. Thì một cái tài khoản này mình tạo có thể là gửi cho học sinh cũng được. Nếu mà học sinh tạo được thì học sinh sẽ chọn vô thì đơn giản hơn rồi ha. Thì khi mà chúng ta đã tổ chức cuộc họp á, mọi người để ý ở phía dưới nó có một cái mũi tên đi lên.
chúng ta sẽ chọn nhấn vô cái mũi tên đó và chúng ta sẽ chọn vô chỗ một cửa sổ nè. Thì khi chọn một cửa sổ á là sẽ hiện lên, đây là những cái file mà chúng ta đã mở sẵn trên màn hình á, nó sẽ hiện lên trên đây, còn file nào mà chưa có mở là nó không có lên trên đây nha. Nếu mà thu nhỏ lại cũng không hiện lên mà chúng ta phải mở lên luôn á. Đó, thì nó hiện lên đây. Chúng ta sẽ chọn một trong các cửa sổ ôm cửa sổ này ha. Rồi sau khi chọn xong á thì chúng ta sẽ nhấn vô chia sẻ. Thì như vậy là chúng ta đã chiếu được cái bài lên trên trong cái cuộc họp đó. Và kế bên đây là cái hình mà để chúng ta theo dõi nè, theo dõi những người tham gia cuộc họp. Và để dễ quan sát á, một bên đó là hình của người tham gia cuộc họp, còn một bên đó là cái bài mà mình điều khiển để mình dạy á, thì mọi người có thể nhấn phím Windows nè, ngay trên bàn phím của mình á, và kết hợp với cái mũi tên bên trái á, thì cái hình này á, nhấn bên Windows bên trái thì nó sẽ một nửa nó sẽ về phía bên trái nè, còn nếu mà nhấn mũi tên bên phải thì một nửa bên phải. Thì cái hình của mình mà hình mà chúng ta quan sát người tham gia họp thì thường nó nằm hay nằm bên phía bên phải á, thì mình sẽ nhấn vô vào cái mũi tên bên phải ha. Đó, kết hợp hai phím này thì nó sẽ chia đôi cái màn hình của mình ra như thế này. Thì cái phần này cũng tương tự giống như chọn một cửa sổ vậy đó. Khi mà chúng ta trình chiếu lên, chúng ta có thể full hết màn hình để cho học sinh nhìn thì nó sẽ dễ hơn ha. Thì đây, khi mà chúng ta chia sẻ một cửa sổ Windows hoặc toàn bộ màn hình thì nó sẽ hiện lên trên cái điện thoại của học sinh như thế này nè, hoặc là cái điện thoại của người họp á. Đó, phía dưới là chúng ta sẽ quan sát được người tham dự nè, còn ở trên là chúng ta xem được cái bài mà mình trình chiếu và nghe được tiếng, còn trên máy bàn là chúng ta dùng để trình chiếu để full cái màn hình ra luôn thì nó sẽ dễ sử dụng hơn ha. Thì đó là cách sử dụng trên máy bàn không có webcam và loa để cho mọi người sử dụng Google Meet tiện lợi khi trong giảng dạy, khi mà mình chưa có trang bị kịp những cái dụng cụ phụ như vậy á. Chúc mọi người đạt kết quả cao trong công tác. Xin chào mọi người.